Lời cầu nguyện giờ này xin Đức Chúa Trời ban phước cho sự thờ phượng của dân sự Chúa sáng hôm nay. Amen. Hallelujah, chúng con chúc tụng danh Chúa của chúng con là đấng đã yêu thương và cứu chuộc chúng con. Ngài cứu chúng con, Ngài ban thiên đàng cho chúng con, và ở trên đất này Ngài ban sự bình an, Ngài đứng lớn trên mọi đời sống chúng con. Cảm ơn Chúa vì giữ gìn hội thánh Chúa trong những ngày qua được bình an. Cảm ơn Chúa về sự hiện diện của Đức Thánh Linh Chúa trong căn phòng này buổi sáng hôm nay. Xin sức dầu mới cho mỗi ông bà và chúng con. Xin ở cùng chúng con và ngự giữa sự ngợi khen của dân sự ngày buổi sáng hôm nay, để đem đến sự tươi mới, sự bình an, sự phước hạnh trong mỗi tấm lòng chúng con đi theo Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng. Chúng con chúc phước cho tất cả các hội thánh Chúa trên toàn thế giới và đặc biệt trên nước Mỹ đang tôn thờ Chúa sáng nay. Xin Chúa bảo vệ ban bình an, để cho chúng con biết rằng ở trong sự hiện diện của Chúa, chúng con được bảo vệ, được che chắn. Chúng con cảm ơn Cha vô cùng. Một lần nữa xin xin linh Chúa tiếp tục ở cùng và vận hành trong mỗi nhóm, sống chúng con được gần gũi Chúa, yêu mến Chúa hơn và bày tỏ tấm lòng của chúng con đó trong sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính tội danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Hallelujah. Ngợi khen Chúa chúng ta, ngợi khen Đức Chúa Trời của chúng ta, bởi vì Ngài luôn thể trị ở trong sự ngợi khen của dân sự Ngài, hiện diện giữa vòng dân sự của Ngài. You are holy. Chúa của chúng ta là đấng mà chúng ta ngợi khen, và Ngài giữa sự ngợi khen của chúng ta. Amen. Cảm ơn Chúa. You never let go. You never let go. Chúa vẫn ở bên con. Giờ này chúng ta sẽ ca ngợi Chúa bằng hát này. Chúng ta cảm ơn Chúa Giêsu chúng ta. Giữa vòng đêm sự chết, quay lại con bước, gọi lên Chúa nhân từ. Tình yêu thương Cha cất hết bao lo toan. Sao con lâu mà không tốt, đến khi này, con cầm tay Chúa nhân từ. Lòng biết ước ơi, biết chắc đã có Chúa, lòng sẽ chẳng lại hụt thế. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
con, Ngài không lìa khỏi chúng con. Cảm ơn Chúa vì sự thần kinh của Ngài, Ngài bảo vệ chúng con trong mùa dịch đại dịch vừa qua. Chúa giữ giữa chúng con được bình an. Còn công bố trong danh Chúa Jesus sự bình an của Ngài bao phủ, bao trùm trong danh sự của Ngài. Khi chúng con ở trong xứ cô xe, chúng con ở trong Đức Chúa Jesus Christ của chúng con. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Chúa Jesus chúng con. Trong thời gian này chúng ta hầu vì Chúa và sự dân hiến. Trong bài ca này chúng ta ẩn náu ở trong Chúa. Chúng ta cảm tạ Chúa và dân của Ngài những của lễ từ trong lòng của chúng ta. Bởi vì chúng ta có những Ngài biết lòng biết ơn Ngài. Cảm ơn Chúa Giê-xu. Xin Chúa đã ban phước cho tấm lòng của dân sự Ngài. Cảm ơn cha thánh của chúng con. Một lần nữa thưa cha của chúng con chúc phước cho dân sự của Ngài. Chúng con cùng đồng dự ở trong sự chết và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Chúng con công bố sự chữa lành của Ngài, sự yêu thương của Ngài. Và chúng con sẽ rao danh của Chúa cho tới khi Ngài đến, sau khi chúng con dựng tiệc thánh sáng hôm nay. Cảm ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giê-xu Christ. Amen. Xin mời cho sự điều thánh để phân tán cho hội thánh. Mỗi ngày thấy Chúa như ban mai sáng tươi.
ta xuống sáng hôm nay ở trong giờ đặc biệt này. Xin mời chấp sự được trân ơn phân phát bánh và chén cho ban thờ phượng giờ phút này. Trong khi đó thì hội chúng hướng lòng về Chúa giờ phút này. Ôi Giêsu, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Ngài tha thứ mọi gian ác của chúng ta, mọi lỗi lầm của chúng ta, thưa quý vị. Xin mời chấp sự được trân ơn. Vả tôi có nhận nơi Chúa điều tôi đã dạy cho anh em, ấy là Đức Chúa Giêsu trong đêm ngày đi bị nộm, lấy bánh, tạ ơn, rồi đẻ ra mà phán rằng: này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ ta. Xin chúng ta cùng ăn bánh. Cũng một thể ấy, sau khi ăn bữa tối rồi, Ngài lấy chén và phán rằng: chén này là giao ước mới trong huyết ta, hãy khi nào các ngươi uống, hãy làm điều này để nhớ ta. Xin chúng ta cùng uống. Tạ ơn Chúa một lần nữa, chúng con bởi đức tin nhận lấy sự tha thứ của Ngài, sự chuộc tội của Ngài. Chúng con tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Chúng con tin Đức Chúa Giêsu Christ ngôi hai là Con của Đức Chúa Trời, chiên con của Đức Chúa Trời, đã vì tội lỗi chúng con đã chết, tha thứ cho chúng con và làm chúng con sống lại một cách đắc thắng. Chúng con tin Thánh Linh của Đức Chúa Trời là thần lẽ thật, là đấng xây dựng hội thánh và làm cho chúng con được mạnh mẽ, trang bị cho chúng con, làm chúng con được nên thánh mỗi ngày. Cảm ơn Chúa vì được đứng trong nhà của Đức Chúa Jehovah, Đức Chúa Trời chúng con, cho đến khi Ngài trở lại, Ngài cất hội thánh, Ngài về với Ngài. Còn công bố trong danh Chúa Giêsu, chúng con được chữa lành bởi huyết của Ngài. Mỗi lần chúng con dùng tịch thánh, con công bố sự chữa lành bởi lành đòn của Chúa Giêsu mà thế giới này được chữa lành. Có những ai tin cậy và nhìn vào thập tự giá của Đấng Christ, nhìn vào chính sự chết của Ngài, chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm, biết ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Mountains, you're breaking down the way of all my mountains, even when it's you.
đồng bài tin điều các sứ đồ. Con tin Đức Chúa Trời toàn năng là Cha, là Đấng dựng nên trời đất. Con tin Jesus Christ là con độc sanh của Đức Chúa Trời và Chúa chúng ta. Ngài được thay dựng bởi Đức Thánh Linh, sanh bởi nữ đồng trinh Mary, chịu thương khó dưới tay bông sơ Phi Lát, bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và chôn, Ngài xuống âm phủ. Đến ngày thứ ba, Ngài từ kẻ chết sống lại. Ngài đang thiên ngồi bên hữu Đức Chúa Trời toàn năng là Cha. Từ đó, Ngài sẽ trở lại để xét đoán kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin Đức Thánh Linh, quyền năng và các ân tứ của Ngài. Tôi tin Hội Thánh Phổ Thông, sự cảm thông của các thánh đồ, sự tha tội, sự sống lại của thân thể và sự sống đời đời. Amen. Cảm ơn quý vị, xin mời quý vị cùng an toàn. Thật là phước hạnh trong sự thờ phượng Chúa qua các bài hát thờ phượng ngày hôm nay phải không ạ? Dạ, xin thay diện đại diện ông bà hồng sư xin chào toàn thể hội thánh con cái Chúa chúng ta được nhóm lại tại hội thánh Vườn Nho ngày hôm nay, và cũng như quý vị đang theo dõi chương trình thờ phượng của chúng tôi online trên Facebook và cũng như YouTube, và cũng kính gửi lời chào đến quý ông bà anh chị em cùng nhóm thờ phượng của chúng tôi online. Và qua sự tiệc thánh chúng ta vừa dự trong ít phút vừa rồi, và cũng như bài hát thờ phượng mà chúng ta vừa kết thúc, thì chúng ta thấy phải mỗi một chúng ta có thể là một câu chuyện khác nếu như Chúa Giêsu không đến trên cuộc đời của mỗi chúng ta, phải không ạ? Ngài đem cho chúng ta sự sống lại trong tâm linh, sự hy vọng vào một nước không bị rúng động và nơi chúng ta sẽ được đoàn tụ với Chúa khi mà chúng ta về. Đó là người ta gọi là cái sự sống đời đời. Cái chữ đời đời là cái gì mà nó không hề giới hạn và nó không có cái sự kết thúc. Và chúng ta thấy một người ta nói là sống một đời là mình đã thấy dài rồi, mà còn đời đời có nghĩa là chúng ta thấy là cái điều mà Chúa cho chúng ta nó còn nhiều hơn cả những gì mà chúng ta đang có trên đất này, phải không ạ? Như trong Thi Thiên, là Chúa trong Thi Thiên 89 câu 5 có nói rằng: Hỡi Đức Giê-hô-va, các tầng trời sẽ ngợi khen phép lạ Ngài, sự thành tín cũng sẽ thành tín Ngài cũng sẽ được ngợi khen trong hội các thánh. Chúng ta vừa ngợi khen Chúa qua sự thờ phượng, các bài hát ngợi khen và thờ phượng, và tới giờ này là chúng ta ngợi khen Chúa qua những lời làm chứng của chúng ta trong tuần vừa qua. Xin quý ông bà anh chị em chúng ta có những lời chứng nào thì chúng ta dạng dị đứng lên đây để dâng lời ngợi khen Chúa. Chúng ta có điều gì cần ngợi khen Chúa không ạ? Và cảm tạ Chúa, cái điều mà ngợi khen Chúa là chúng ta đều thấy là Chúa cho chúng ta thức dậy khỏe mạnh để chúng ta có thể đến thờ phượng Chúa sáng nay, phải không ạ? Đó là điều mà cả hội chúng ta dâng lên rồi gọi khen Ngài. Và cũng như Vi nói là bởi sự đến của Chúa Giê-xu mà đem sự cứu rỗi, sự chết và sự sống lại của Ngài, Ngài đem cho chúng ta niềm hy vọng và cũng như sự chữa lành cất chúng ta khỏi những rủa xả trong đời sống cũ. Trong những ngày qua chúng ta thấy trong một cái thế giới này biến động, đọc tin tức rất có nhiều điều xảy ra, nhưng mà có một lời chia sẻ của một vị truyền giáo rất nổi tiếng mà Vi rất làm khích lệ về đời sống hầu Chúa của ông. Hiện giờ ông đang ở một cái nước đời đời cùng với Chúa và được lãnh những phần thưởng mà Ngài ban. Đó là mục sư nhà truyền giáo Billy Graham. Ông có lời nói rằng: niềm hy vọng của tôi sẽ không bị ngủ quên bởi những biến động trong thế giới này. Và chúng ta biết rằng như lời của Chúa có nhắc nhở trong Hebrew đoạn 12 câu 28: như vậy vì chúng ta có phần trong một nước không hay rúng động, nên hãy cảm ơn hầu cho lấy lòng kính sợ hầu việc Đức Chúa Trời một cách đem lòng Ngài. Và chúng ta biết rằng chúng ta có phần trong một nước nào ạ? Một nước rúng động hay là một nước không hay rúng động? Là một nước không hay rúng động. Và chúng ta biết cái nền của cái nước đó được lập lên bởi vì đâu? Bởi cái nền của nước đó bởi lập lên bởi Chúa Giê-xu. Và chúng ta biết rằng khi chúng ta trong một nước không hay rúng động thì chúng ta đừng bị dao động bởi những cái điều gì mà trên thế giới này xảy ra. Chúng ta biết để chúng ta cầu nguyện, và tôi thấy cái sự cầu nguyện đó là một trong những vũ khí giúp cho chúng ta không bị rúng động ở một
thế giới đang rất có nhiều sự rung động. Và đó là hơn 2 năm qua, những chiến sĩ cầu nguyện vẫn kiên trì trung thành của mình từ 6 giờ 15 cho tới 8 giờ 15 sáng, vẫn dâng lên Chúa những lời cầu nguyện, không chỉ dâng lên cơ này mà chúng ta còn chiến đấu. Vì chúng ta biết rằng càng về những ngày cuối cùng thì trong lời Chúa có cho chúng ta biết là sự ác ngày càng gia tăng, và chúng ta biết thế giới này cũng sẽ đến một ngày gọi là chung cuộc. Nói cho dễ hình dung, cho dễ hiểu là khi mà chúng ta hay coi những cái phim mà người ta hay gọi là những cái phim mà hành động Mỹ, cái khúc đầu á nó rất là chậm và cái diễn biến nó không có gì mà gọi là sâu sắc hết. Nhưng mà càng về cuối phim chúng ta thấy càng có những cái pha gọi là gây cấn và hồi hộp, phải không ạ? Thì thế giới của chúng ta đang đến gần cuối cái phim hành động như vậy. Nói cho vui, để quý vị chúng ta dễ hình dung, mà không chỉ chúng ta hình dung để chúng ta bị rúng động, mà chúng ta càng bám vào lời Chúa nhiều hơn để chúng ta có một cái nền vững chắc trong đức tin của chúng ta. Đó là lý do mà khuyến khích quý bà anh chị em chúng ta học lời Chúa vào tối thứ tư từ 7 giờ cho tới 8 giờ rưỡi, chỉ có 1 tiếng rưỡi thôi. Nhưng mà thật sự đối với Vy thì Vy thấy từ ngày chủ nhật qua đến ngày thứ tư mình đi làm thì mình thấy lâu, nhưng mà tới tối thứ ba mà thấy cô Diễm gửi tin nhắn ra để nhắc chúng ta ngày thứ tư chúng ta đi học gặp nhau trong phòng Zoom là chúng ta thấy một tuần qua rất là lạ, mà ngày thứ tư là ngày giữa tuần, để cho thấy là cái việc mà chúng ta học lời Chúa không chỉ được hướng dẫn bởi một người mà còn rất nhiều người tham gia và dự phần vào trong phòng học Kinh Thánh của Hội Thánh Vườn Nho. Xin mời quý ông bà anh chị em chúng ta có chút thời gian là chúng ta join vào. Mình không có cần phải ai cũng phải phát biểu nhiều hết, nhưng mà chúng ta có thể ngồi đó chúng ta nghe để chúng ta học được từ những cái sự chia sẻ của các con cái Chúa. Mỗi người chúng ta có một cái bài học riêng cho mình để chúng ta hiểu lời Chúa và chúng ta củng cố và gây dựng trong đức tin của mình. Amen. Và sau đây là một phần thông báo đặc biệt, và xin mời cô Diễm. Cảm ơn Vy. Vy nói ngày Chúa gần đến rồi, cho nên chúng ta thấy có nhiều cái điều kỳ lạ xảy ra và những cái điều chúng ta không có mong đợi, nhưng mà nó sẽ xảy ra để ứng nghiệm cho ngày Chúa trở lại. Và Diễm nhớ có một mục sư, ổng nói như vậy: tôi hầu việc Chúa và tôi lập kế hoạch giống như là Chúa chưa đến, nhưng mà tôi sống giống như là ngày mai Chúa đến. Amen. Cho nên những cái chương trình mình lập ra để mình làm việc, mình xây dựng hội thánh á, giống như là Chúa chưa đến, nhưng mà mình làm công việc cho Chúa giống như ngày mai Chúa đến. Diễm hỏi bà Trang nha, nếu mà mình có một cuộc chạy đua đó, mình thấy cái đích đến ở trước mặt rồi, mình có đi từ từ không ạ? Mình đi từ từ, cái đích đến trước mặt rồi có đi từ từ không? Mình phải chạy cho thật là nhanh để mình giữ cái giải mà Chúa đang chờ bạn cho chúng ta. Thì cũng vậy, là Chúa bữa nay, sáng hôm nay nhắc nhở chúng ta, ngày Chúa gần đến rồi, chúng ta phải lực đực, phải chạy cho nhanh để mình đi đến cái đích mà Chúa đã đặt ra trước mặt mỗi chúng ta. Cảm ơn Chúa. Sáng nay Diễm sẽ thông báo là tuần sau chúng ta có một ngày lễ rất rất là đặc biệt. Và quý ông bà chị em biết ngày gì không ạ? Và Hội Thánh chúng ta cũng sẽ tri ân những người làm mẹ, những bài hát, những món quà dành cho những người làm mẹ. Và biết rằng Chúa rất là tôn trọng những người phụ nữ. Chúng ta đọc Kinh Thánh trong Cựu Ước cho tới Tân Ước, chúng ta thấy rằng Đức Chúa Trời rất là tôn trọng những người phụ nữ, và nhất là những người làm mẹ. Và Diễm cũng có nghe nói có vài gia đình cũng sẽ đi holidays. Nhưng mà nếu mà giờ cuối có gì thay đổi thì ông bà chị em xin mời đến để chúng ta dự cái buổi nhóm đặc biệt tuần sau. Và chúng tôi cũng sẽ tổ chức một buổi gặp mặt của các phụ nữ thôi, chỉ có phụ nữ thôi với nhau.
mấy ông vui lòng ở nhà ngày đó à, để các em, để chúng em có thể quay quần với nhau để tâm sự. Cho nên Diễm cũng nói trước và Diễm sẽ thông báo cái giờ và cái ngày chính xác hơn, có thể là chúng ta làm sớm hơn hoặc trễ hơn, tránh cái ngày lễ đó sẽ bị đông người và chúng ta sẽ có thể đi trễ hơn hoặc sớm hơn. Diễm sẽ thông báo vấn đề này và rất là mong tất cả các chị em phụ nữ đều tham gia để chúng ta có thể gặp gỡ nhau. Chúng ta đến trong nhà của Chúa, chúng ta gặp gỡ nhau trong sự thờ phượng và nhiều khi chúng ta không có thời gian nhiều, đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm đó hy vọng chúng ta có thời gian nhiều với nhau để có thể tâm sự về cách nuôi con, hoặc là tâm sự về cách giữ trẻ, hoặc là nuôi dạy con cháu của mình cũng được. Diễm xin thông báo và hy vọng tuần sau gặp lại đông đủ và chị em. Cảm ơn Chúa. Dạ, cảm ơn cô Diễm. Cô Diễm mà không nhắc chắc Vi cũng quên mất tiêu là tuần sau là ngày Mother Day. Cảm ơn Chúa. Như cô Diễm cũng nói là ngày tuần sau là Mother Day. Và cảm ơn Chúa khi mà ngay cả trong Kinh Thánh, Đức Chúa Giê-xu được đặt trong lòng bà Mary. Và bà Mary được cậy ơn Chúa và hài thai Chúa Giê-xu bởi Đức Thánh Linh. Nhưng mà Chúa Giê-xu lại được sanh bởi bà Mary và được chăm sóc những ngày Chúa còn trên đất này bởi tình thương của một người mẹ. Và ngay cả khi Chúa Giê-xu bị đóng đinh trên thập tự giá thì không chỉ có Đức Chúa Trời, Ngài tan vỡ bởi con một của Ngài đã chịu chết với tội lỗi cho nhân loại, mà người mẹ đã sanh Ngài trên đất này, bà cũng không kém phần tan nát cõi lòng khi chứng kiến con của mình, người con thương yêu của mình phải hy sinh trên thập tự giá. Và chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì mỗi một chúng ta Chúa cho có một người mẹ. Và nếu như chúng ta, những người mà làm mẹ và có con, những người mẹ thuộc linh và cũng như có những người con thuộc linh, chúng ta thấy là Chúa cho chúng ta những người con thuộc linh hay là những người con ruột thịt để chúng ta thấu hiểu được tình yêu thương của Đức Chúa Trời dành cho chúng ta là như thế nào. Ngài cho chúng ta thấy tình thương của cha của mẹ cho chúng ta trên đất, như lời Ngài cũng nhắc nhở những người làm con là hãy hiếu kính cha mẹ ngươi, hầu cho các ngươi được sống lâu trên đất. Và chúng ta thể hiện lòng hiếu kính không chỉ ngày Mother Day, ngày Father Day, mà chúng ta còn thể hiện lòng hiếu kính mỗi ngày với cha mẹ chúng ta, phải không ạ? Amen. Dạ, amen. Cảm tạ Chúa. Qua một cái đề tài hấp dẫn cho tuần sau, đó là về Mother Day. Vậy đề tài hấp dẫn cho tuần này là gì, quý vị có biết không? Ở nước Mỹ này, chúng ta qua Mỹ chúng ta thấy là chúng ta mắc nợ nhiều hơn là chúng ta ở Việt Nam, phải không ạ? Việt Nam nhiều khi mua nhà, mua xe thì chúng ta có điều kiện thì chúng ta trả off hết nhà và xe. Nhưng mà qua Mỹ thì sao thấy mắc nhiều nợ quá. Nợ nhà, nợ xe, nợ tín dụng, nợ credit card, nợ nhiều quá, nợ đủ thứ. Nhưng mà tuần này, chủ đề của tuần này là chủ đề mục sư sẽ giảng cho chúng ta, chủ đề là viên tóm gọn trong hai chữ, đó là chủ đề mắc nợ. Và khi chúng ta chăm chú lắng nghe sự chia sẻ của mục sư trong tuần này để coi mục sư dạy chúng ta mắc nợ cái gì, nợ nhà, nợ xe, hay là ngoài những cái nợ đó thì cái điều gì mà chúng ta phải cần mắc nợ. Và trước hết thì trước khi mà mục sư lên giảng thì vi xin đọc lời Chúa trong sách Roma từ đoạn 1 câu 8 đến câu 15. Phaolô muốn sang thành Roma. Trước hết, tôi nhờ Đức Chúa Giêsu Christ vì hết thảy anh em mà tạ ơn Đức Chúa Trời. Tôi về đức tin anh em đã đồn thắp thế gian. Vì Đức Chúa Trời mà tôi lấy tâm thần hầu việc bởi sự giảng tin lành của con Ngài, làm chứng cho tôi rằng tôi nhắc đến anh em không thôi. Trong mọi khi tôi cầu nguyện, thường khi Đức Chúa Trời bởi muốn Ngài sau lại có thể gặp dịp tiện đi đến nơi anh em. Thật vậy, tôi rất mong mỏi đến thăm anh em, đặng thông đồng sự ban cho thiêng liêng cùng anh em, hầu cho anh em được vững vàng, tức là tôi ở giữa anh em, để chúng ta cùng nhau dục lòng mạnh mẽ bởi đức tin chung của chúng ta, nghĩa là của anh em và của tôi. Vả hỡi anh em, tôi chẳng muốn anh em không biết rằng đã nghe phen tôi tan đi thăm anh em, đặng hái trái trong anh em cũng như trong dân ngoại khác. Xong về sự đó, tôi bị ngăn trở cho đến bây giờ. Tôi mắc nợ cả người Greek lẫn người giả mang, cả người thông thái lẫn người ngu dốt. Vậy
hễ thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Và câu gốc trong tuần này ở trong sách Roma đoạn 13 câu 8: đừng mắc nợ ai chi hết, chỉ mắc nợ về sự yêu thương nhau mà thôi. Vì ai yêu kẻ lẫn cận mình ấy là đã làm trọn luật pháp. Dạ xin mời sư.